Sau khi trùng sinh, sóc nhỏ trở thành bé cưng của gia tộc sư tử. Kiếp trước có hôn ước hoàng tử rắn trắng, nhưng sau cùng lại bị phản bội. Bertie hồn nhiên không biết gì, còn xem cậu ta là người bạn tốt nhất, không chút do dự chia sẻ kế hoạch bỏ trốn của mình. Nơi mình giấu tiền riêng, làm sao tránh khỏi cảnh vệ của phủ, sau khi ra ngoài sẽ gia nhập thương hội nào? Khi Ritter hỏi cô định khi nào thì đi, Bertie vô cùng tin tưởng nói cho hắn biết, cô sẽ bỏ trốn vào lễ trưởng thành của mình. Cô nhanh chóng trưởng thành, lần cuối cùng ôm nhau, Bertie dặn dò một câu, cậu phải giữ gìn sức khỏe. Nhưng ngay lúc này, Ritter nhe nanh độc, cắn rách cổ Bertie, cô cực kỳ kinh hãi nhìn vào đối phương, thậm chí còn không dám tin, Ritter sẽ phản bội mình. Giây tiếp theo độc tính phát tác, nhìn máu tươi trong tay, Bertie lảo đảo lùi về phía sau, tất cả lòng tin sụp đổ ngay tại khoảnh khắc này. Lúc này giọng của dì vang lên, cô dùng một chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên, lại thấy hai người đứng cùng nhau, Bertie nức nở nghẹn ngào, nội tâm đau khổ cầu nguyện, ai đó đến giúp cô. Ritter lần nữa đưa tay về phía cô, chẳng qua không còn là sự quan tâm dịu dàng nữa, mà là tàn nhẫn, lấy xích nầm của Bertie ra, cướp mất thứ quý giá duy nhất của cô. Xích nầm trên cổ tay dần dần biến mất, sinh mệnh của cô cũng đến điểm dừng, kết thúc một cuộc đời hoang đường. Sau khi trùng sinh, Ritter lại lần nữa đưa tay về phía cô, Bertie nắm chặt nắm đấm, sải bước về phía cậu ta. Khác với kiếp trước, vừa bước lên liền cho một bạt tai, hành vi to gan này của cháu gái khiến người gì sợ ngây người, nhưng sự chú ý của Bertie đều nằm ở miệng cậu ta. Cô phải đánh vỡ cây nanh độc đó. Dì thấy vậy vội vàng hạ lệnh, bắt lấy Bertie, vừa định dạy dỗ con nhóc này, soạt một tiếng đã không thấy cô đâu, chớp mắt biến thành một chú sóc nhỏ, nhảy qua nhảy lại trong rừng cây, vứt hết những thứ đã từng trói buộc cô lại phía sau, chạy thẳng về phía trước không thành ngoảnh đầu. Sau khi thoát khỏi họ, sóc con nhảy lên một chiếc xe ngựa, nhìn vết thương trên tay rưng rưng nước mắt, xe ngựa càng ngày càng xa, khuất khỏi cái nơi chứa đựng hồi ức và đau khổ của cô, cuối cùng cũng có thể rời xa vĩnh viễn. Nơi duy nhất cô có thể đi lúc này chỉ có gia tộc sư tử, tìm kiếm sự che chở của cha ruột. Sau khi sóc con trùng sinh, cô trở thành bảo bối của nhà sư tử. Nhất thời kích động mà cô lại đánh gãy nanh độc của nhị hoàng tử. Thời khắc nguy cơ, cô lợi dụng xích nầm biến thành sóc, đi thẳng đến quê nhà phía bắc Aslan. Cô nhất định phải trả thù tên Ritter đó. Bây giờ nghĩ lại, hình như bình thường Ritter rất để ý đại hoàng tử. Bây giờ cô chỉ mới 8 tuổi, đại hoàng tử cũng còn sống, nhưng từ nhỏ hắn đã ở chiến trường, giờ cô còn không có chỗ nương thân, làm sao cho ngài ấy biết điểm yếu của Ritter được. Lúc này cô nghe người qua đường bàn về cha mình. Khoảng thời gian trước, công tước Aslan dẫn quân giành được chiến thắng, đây vốn là tin tức khiến người ta vui vẻ. Bertie nghe xong mặt mũi ngưng trọng, lúc mọi người cho rằng chiến tranh sắp kết thúc, cha lại dẫn đại quân vội vùng rút lui, từ đó trở thành kẻ hèn trong miệng mọi người. Gia tộc Aslan cũng sa sút từ đó. Kiếp trước Bertie từng viết cho cha vô số thư, nhưng hồi âm mà cô nhận được lại là bị xé nát rồi trả về. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp đối với Bertie. Nếu cô có thể ngăn cản cha rút lui, là có thể ở lại phủ công tước, chờ trưởng thành rồi sẽ bỏ đi, xây dựng đế quốc thương nghiệp mình mơ ước. Nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề khá đau đầu, làm sao vào cửa phủ công tước. Lúc này, lính gác trên tường thành chú ý thấy một con sóc, hắn đi về phía Bertie, nhưng lại bị hiểu lầm muốn đoạt xích nầm của cô, khiến sóc con giật mình bỏ chạy. Thời khắc mấu chốt, lính gác hét lớn, đừng đi, tiểu thư nhà Aslan. Bertie nhất thời ngây ra, không ngờ người lính gác chưa từng gặp mặt lại có thể nhận ra cô. Bertie từ bỏ phòng bị, để lính gác đưa mình vào trong dinh thự. Không ngờ người trong phủ chẳng những không kỳ thị cô là kẻ khác loài của gia tộc sư tử, còn khen cô biến thành sóc quá đáng yêu. Quản gia đột nhiên lạnh mặt xuất hiện, Bertie tưởng anh ta chê mình bẩn, không ngờ quản gia lại vô cùng thương tiếc nói, sao tiểu thư nhà chúng ta lại gầy đến mức này, đều là lỗi của quản gia này. Lập tức bày ra một bàn món ngon, Bertie cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhiều lần nhắc nhở mình không có bữa cơm nào là miễn phí, chỉ có quan hệ trao đổi lợi ích mới đáng tin nhất. Vì vậy sau khi ăn uống no nê, cô ấy hỏi quản gia, có thể để cô gặp cha một lần hay không? Quản gia nói với cô, lúc này Aslan đang dẫn quân đi đánh trận, căn bản không có thời gian gặp Bertie. Vẻ mất mát dần hiện trên mặt tiểu thư, khiến quản gia tưởng cô quá nhung nhớ cha mình, thế nên an ủi, nếu công tước biết cô nhớ ngài ấy như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng xử lý bọn giặc cho xong để trở về. Nhưng Bertie không thể chờ nữa, cô phải giải quyết tai họa trước lần rút quân này, vừa định hỏi ngoài cha ra, còn ai có quyền hỏi đến chuyện quân sự. Một thiếu niên máu tươi khắp người đột nhiên xông vào, dọa hai người không dám nhúc nhích. Thiếu niên đột nhiên mở miệng chào hỏi, xin chào, chú sóc con bỏ nhà đi, bé sóc con bỏ nhà đi. Người anh trai máu chiến xông vào phòng, mặt đầy máu tươi nhìn cô từ trên cao xuống. Bertie căng thẳng nắm chặt gấu váy. Kala vô cùng tò mò về người em gái chưa từng gặp mặt này. Xin chào chú sóc con bỏ nhà đi. Bertie cúi đầu không dám lên tiếng, bởi vì nghe nói anh trai cô là một vị thần giết người thủ đoạn tàn độc, đầu tóc thường dính đầy máu tươi được gọi là sư tử đỏ, cho nên cô mới không dám tùy tiện mở miệng. Không ngờ anh trai lại chủ động đến gần, chất vấn Bertie, sao trên người cô lại có mùi tanh của rắn. Nhìn vào đôi mắt màu vàng nghiêm nghị của Kala, Bertie lại cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, tuy ngoài miệng chê bai, nhưng có thể nhìn ra anh trai đang quan tâm mình. Thấy em gái không sợ mình, nhất thời Kala trở nên dịu dàng hơn nhiều. Anh mỉm cười đi đến trước mặt Bertie, sau đó đưa tay ra, bé con cứ thế bị anh bế lên nhẹ nhàng.
Cảm giác mềm mại khiến Kala có chút đắm chìm, nhưng Bertie trong tay anh rõ ràng không thích ứng. Tay nhỏ vung lên liều mạng vùng vẫy. Kala vỗ lưng em, dịu dàng thì thầm bên tai, ngoan ngoãn ở yên. Sau đó cẩn thận vuốt váy của em gái, cho đến khi người cô chỉ có mùi của mình, mới nở nụ cười hài lòng. Kiếp trước Bertie luôn phải ăn đòn, đột nhiên ngẩn người vì sự thân mật bất ngờ này. Cô thức đẩy anh trai ra, đôi chân nhỏ chạy về phía sofa, ngồi vào một góc mà run rẩy. Dù rất hưởng thụ cái ôm của người thân, nhưng nếu anh trai biết cô không được cha yêu thích, cũng sẽ ghét cô như cha đã ghét thôi. Quản gia không biết khúc mắc trong lòng Bertie, cô tưởng con bé bị dọa sợ, vì vậy không kiềm được đau lòng nói, thiếu gia, tiểu thư còn nhỏ, cậu phải nhẹ tay không được làm cô ấy bị thương. Cây ngây không sợ chết đứng, Kala phản bản mình còn chưa rút kiếm ra. Em ấy dễ bị thương như thế, đoán chừng cũng không thể sống được bao lâu. Dù sao cái thứ này, quản gia lập tức xen ngang, cậu không thể gọi em gái như thế. Kala có hơi khó xử, dù sao thì trong ấn tượng của anh, cha cũng chưa từng đặt tên cho em gái. Bản thân cũng không biết phải xưng hô với cô thế nào. Sắc mặt Bertie ảm đạm, trước gì lúc nào cũng đánh mắng cô, không hề nghĩ đến chuyện đặt tên cho cô. Vì thế mà người hầu cũng rêu rao khắp nơi, nói đôi mắt màu đen của Bertie nhìn không giống con nhà Aslan nổi tiếng có đôi mắt màu vàng. Vì vậy luôn gọi Bertie là con hoang. Nhưng kiếp này Bertie không muốn bị người ta xem thường. Cô nhảy khỏi sofa, tức giận phản bác lại Kala, em cũng có tên. Em tên Bertie, kiếp trước trong thư của cha, cô đã thấy ông viết tên mình. Tuy chắc là tùy tiện đặt cho, nhưng Bertie lại vô cùng trân trọng. Kala nghe xong hơi nhíu mày,